Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên đại ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tampa, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fulshear và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Hôm nay là em đang ở tại thành phố Houston, một cái khu nhà rất là gần khu Bel Air Việt Nam của mình. Cái khu này chỉ đến cái khu Bel Air cỡ tầm 5 phút thôi, rất là thuận tiện. Hôm nay là Vi đến đây để kiểm tra nhà cho khách, sẵn tiện muốn chia sẻ một căn nhà Hà đang có mà mình có thể mua, mình cho thuê hoặc là dọn vào ngay luôn. Cái khu này đặc biệt thuế rất là rẻ, thuế chỉ có 2.2 chưa xin giảm và tiền HSA là 810 đồng một năm. Khu này đi lại rất là thuận tiện, mình đi khu Bel Air Việt Nam, mình đi nhà thờ, đi chùa, rồi mình đi chợ Mỹ, đi xung quanh, đi lại dưới 10 phút thôi, rất là thuận tiện. Thì nếu anh chị em, cô chú bác nào mà muốn mua một khu nhà mới mà đi lại khu Bel Air Việt Nam gần thì cái khu này rất là thuận tiện luôn. Và họ bán rất là lẹ. Thì cái dự án này là họ tính cỡ tầm 2 năm mới xây xong. Thì trong vòng 7-8 tháng thôi là họ xây sắp hoàn chỉnh luôn rồi, rất là nhanh luôn. Nếu mà anh chị em nào muốn mua để ở hoặc là đầu tư cho thuê thì hãy nhanh tay lên nha, tại vì ở đây không có còn nhiều căn để mà mình mua đâu. Thì hôm nay có một căn nhà Vi muốn chia sẻ với anh chị. Nhà này là 1.700 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Cái giá hiện tại là 329.000. Mình hãy cùng nhau đi khám phá căn nhà này, coi thử có những gì, màu sắc như thế nào nha. Anh chị đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em. Hiện tại là Vi đã đứng trong căn nhà rồi. Thì khi mà mình mở cửa vào đó là mình sẽ thấy được cái không gian nhà bếp của mình nè đó. Rồi cái cầu thang đi lên lầu là phía bên cạnh cái cửa mở luôn. Này, để Vi đứng từ cái hướng này để cho anh chị có thể thấy được là khi mà mình mở cửa ra đó, mình sẽ thấy được cái bếp, không gian bếp. Mình để ghế ở đây mình ngồi, cái chỗ rửa chén lệch với cái chỗ nấu nha. Rồi cái microwave và có cái đồ hút luôn ở trên. Rồi họ cũng có gắn cái pendant light cho mình luôn ở trên như thế này đó. Có backslash, rồi có gắn hardware, tủ là 42 inch. Có luôn tủ lạnh cho mình, rất là tiện. Rồi mình nhìn qua phía bên này á, là mình có cái không gian phòng ăn. Ngay chỗ này nè, là mình để cái bàn ăn ở đây. Rồi bên đây á, là cái phòng khách của mình đó, rất là gọn. Phòng khách của mình bên này. Để Vi đứng hướng này để anh chị có thể thấy được. Đây là Vi đang đứng ngay cái hướng chỗ phòng khách đây. Đó, là mình để cái bàn ăn bên kia, cái bếp, cầu thang đi lên lầu. Rồi cái pantry ở đây. Rồi cái cửa này là cửa đi ra cái gara. Đó. Rồi đi qua hướng bên này á, là mình có cái không gian phòng ăn nè. Rồi cái cửa đi ra phía sau luôn nè. Cửa này á ra phía sau, và đặc biệt căn nhà này là có luôn patio. Mỗi căn mỗi khác, căn này là có luôn patio nè. Đó. Sân vườn thì nhỏ gọn thôi, rất là phù hợp với anh chị em, cô chú bác nào mà không có thích cắt cỏ nhiều hoặc là làm vườn nhiều. Cái này là rất là vừa đủ để anh chị em, cô chú bác có thể trồng rau, trồng mấy cây ớt. Đó. Đây là sân vườn ở phía sau đây, rất là gọn. Có luôn cái patio đó. Chỗ này là mình để cái bàn ăn nè. Rồi cái bếp của mình. Cái không gian phòng khách ở đây đó. Và bây giờ mình qua khám phá cái bếp. Thì cái countertop á, họ dùng cũng là bằng khuất. Nguyên một miếng rất là lớn ngay đây. Và mình có thể bỏ ghế mình ngồi xung quanh nè, rất là tiện. Rồi tủ là 42 inch, có backslash sẵn luôn và có gắn hardware cho mình luôn đó. Nên anh chị đỡ phải gắn, giống như em là hôm bữa giờ em cũng gắn cho nhà của em thì cái này là có sẵn rồi. 4 là nấu, rồi microwave, và ở trên á là mình có cái đồ hút luôn. Rồi bên này là chỗ rửa chén. Thì họ cũng có cái đồ lọc nước cho mình. Thì nếu anh chị mua về, mình gọi cái số điện thoại này này,
họ sẽ tới họ gắn cái đồ lọc nước cho mình free, không tốn tiền. Nhưng mà họ sẽ quảng cáo những cái hệ thống lọc nước thì mình đừng có gắn, tại vì em thấy rất là mắc. Nếu mà anh chị cần người gắn thì em sẽ giới thiệu cho. Rồi bên này thì họ cũng cho mình cái tủ lạnh luôn, có sẵn luôn, tủ lạnh hai cửa đó, ngăn mát và ngăn đông đầy đủ. Rồi bên này có một chỗ nữa nè, mình có thể bỏ nồi cơm điện hay hoặc là máy pha cà phê gì đó bên này. Rồi đây là cái pantry bên trong, cũng rộng rãi, để được cũng nhiều đồ đó. Đó, không gian rất là gọn, rất là vừa. Rồi bên này á là cái chỗ để đồ nè. Đó, rồi qua bên này, qua đây á là mình có cái iPad ở đây để khách đến chơi có thể sử dụng, hoặc là mình nấu ăn mình cần đi restroom thì mình có thể đi liền luôn. Rồi ở đây có cái cánh cửa bí mật, là cánh cửa gì đây? Ở trong này có một cái chỗ chứa đồ nữa, cũng tiện đó. Đó, cánh cửa bí mật. Rồi cánh cửa này á là đi ra chỗ đậu xe nè. Đó, chỗ đậu xe của mình thì mình cũng được hai chỗ đậu xe. Rồi xung quanh á là đã có người dọn vào ở rồi. Như Vi chia sẻ là khu này bán rất là chạy luôn. Cái dự án này là cỡ tầm 2 năm, nhưng mà cỡ tầm 7-8 tháng là họ sắp hoàn chỉnh luôn rồi. Đó, xung quanh là có người đã dọn vào ở rồi. Và bên kia thì còn mấy căn đang xây. Căn này thì hình như có người không làm loan được hay là gì đó, nên mới lên lại thị trường. Xung quanh là có người ở rồi, rất là nhiều. Rồi bên kia là có nhà cho thuê. Rồi bên này, bên này là cái đường đi vào cửa trước nè. Hồi nãy Vi chưa có cho anh chị thấy cái mặt tiền của căn nhà này ha. Để mình phải đi ngược lại nha. Đây là cái cửa trước đây. Đó, cửa trước của mình. Cửa trước là nằm bên hông như thế này. Những căn nhà xung quanh thì mỗi nhà mỗi kiểu, cũng giống giống, họ xây là không có sát chắp tường, mỗi căn nhà là riêng biệt đó. Đó, những căn này là có người ở hết rồi đây. Đây là ở phía trước căn nhà nè. Đây, màu sắc thì Vi thấy cũng đẹp. Rồi mình tiếp tục mình đi lên lầu mình xem. Hai chỗ đậu xe thoải mái. Đó, đậu xe là đi vô tới cái bếp liền luôn. Nếu mà anh chị em đi chợ về đem đồ vào đây là tới cái bếp liền, rất là tiện. Đó, rồi ai muốn đi cửa trước thì đi cửa trước thì mở cửa đi ra sẽ gặp cái không gian bếp. Rồi bây giờ mình đi lên lầu. Và cái cầu thang này thì Vi thấy là giống cầu thang nghỉ mệt nè, là mình không có đi thẳng, mình đi lên một xíu xong rồi mình ngừng. Đó, có lần Vi dẫn khách đi xem nhà thì cái cô đó nói là cầu thang nghỉ mệt, tại không có cần phải đi thẳng một đường. Đó, bây giờ mình đi lên đây. Đi lên á là phía bên trái của Vi nè, là mình có được cái không gian như thế này, thì mình có thể để cái bàn ở đây cũng được. Đó, rồi bên đây mình cũng có một cái không gian như thế này, thì mình làm chỗ chơi cho con nít hoặc là cái ghế đọc sách cũng dễ thương. Rồi nhìn qua hướng bên này á là mình có được hai cái phòng. Đây một phòng đây. Đó, mỗi phòng thì Vi thấy chắc cỡ tầm 10-11 thôi, chứ không có lớn cũng không có nhỏ lắm đâu, cũng vừa. Nhìn ra là thấy hàng xóm nè. Đó, khu này Việt Nam nhiều lắm, tại vì á gần Bel Air ai cũng thích hết. Và nhà mới thì lúc nào cũng có bảo hành từ builder, nên mình rất là yên tâm.
Rồi qua bên đây là mình có một phòng ngủ khác nữa, là phòng ngủ thứ hai. Cũng nhìn ra phía trước giống vậy luôn. Đó. Rồi qua bên đây là mình có cái nhà tắm nè. Đó, cái nhà tắm. Nhà tắm này thì sử dụng cho hai cái phòng kế bên đây. Cũng quartz countertop, rồi undermousing đầy đủ. Tủ thì có hardware sẵn luôn. Đó. Rồi bây giờ mình đi qua hướng bên kia. Ở đây thì có những cái chỗ để đồ. Rồi bên đây là phòng giặt sấy. Đó luôn máy giặt máy sấy nha. Tủ lạnh máy giặt máy sấy là đầy đủ. Anh chị mua về đem mua áo vô ở thôi, hoặc là cho thuê liền luôn, chứ không có cần phải sắm thêm mà tủ lạnh máy giặt máy sấy. Rồi qua bên đây á, là mình có cái phòng master nè. Phòng master này thì Vi thấy rộng rãi, rộng, có ba cái cửa sổ rất là sáng. Đó. Rồi ở trên là họ cũng gắn tới bốn cái đèn luôn. Rồi ở giữa thì mình có thể đổi vừa đèn vừa quạt cũng được nữa. Rồi qua bên này là mình có được cái nhà tắm của mình nè. Đó, cũng hai sinh đầy đủ. Rồi bên này là cái tắm đứng, có chỗ ngồi luôn. Đó. Rồi bên này là mình có cái walk-in closet ngay đây. Ngay đây là walk-in closet nè, cũng nhiều chỗ để đồ lắm luôn. Rồi bên này là cái toilet ở đây. Đó. Cái phòng tắm này vì thấy rộng lắm luôn á. Này, để em lùi lại cho anh chị thấy. Hai cái sink rồi cái không gian tắm thấy rộng rãi lắm. Rồi phòng master của mình. Đó. Căn nhà này á thì ở phía sau là không có hàng xóm. Nhìn qua là những cái bãi đậu xe. Thì anh chị em cô chú bác nào mà có con em hay là người nhà mà lái xe tải thì rất là tiện nha. Mình qua đây mình đậu xe, mình để xe bên đây này đậu bãi đó, xong rồi qua đây ở rất là tiện đó nha. Đó. Nhưng mà khu này đặc biệt đi khu Bel Air Việt Nam rất là gần. Sân vườn nhỏ gọn, không có cần phải quản lý nhiều về cái sân vườn của mình. Đây phòng master nè, rất là rộng rãi. Ở trên ba phòng ngủ, hai phòng tắm và cái chỗ giặt sấy luôn. Tại vì tất cả phòng ngủ ở trên nên thì cái chỗ giặt sấy cũng ở trên. Đó. Căn nhà em vừa chia sẻ với anh chị có giá là 329.000, 1.700 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Và đi khu Bel Air Việt Nam rất là gần, đi chợ, đi nhà thờ, đi chùa rất là gần luôn, rất là thuận tiện. Thì nếu anh chị em, cô chú bác nào mà muốn một căn nhà đi ra khu Việt Nam gần, thuế rẻ, thuế là 2.2 chưa xin giảm và tiền hắc sau quay là 810 đồng một năm. Khu này có cổng luôn, rất là an ninh. Anh chị em yên tâm, tại vì khu này là an ninh nè, không lũ lụt nè, rồi mình đi lại thuận tiện. Tiền thuế rẻ thì bán rất là chạy luôn. Thì như em đã chia sẻ là khu này dự tính họ sẽ bán cỡ tầm 2 năm, nhưng mà trong vòng 7-8 tháng là sắp xong hết rồi, chỉ còn có vài căn. Thì nếu anh chị em, cô chú bác nào quan tâm á, thì hãy nhanh tay lên nha. Nhà nào xung quanh Houston và những thành phố lân cận thì em đều có thể giúp anh chị mua bán được hết, chứ không phải là những căn nhà em giới thiệu không đâu. Nhà mới, nhà cũ, commercial, thuê mướn em đều có thể giúp được luôn. Thì anh chị hãy cứ gọi cho em. Số điện thoại của em là 832-367-1041. Chúc anh chị một ngày vui vẻ và an lành. Bye bye.